bằng cách khởi động nhẹ nhàng. Xem. Tổng quãng đường ước tính 18,79 km, thời lượng 3 phút 56 giây, thời gian còn lại 1 giờ 6 phút 4 giây. Nhịp 184. Tổng quãng đường ước tính 18,82 km. Đoạn 6,5 km 1 giờ sẽ sớm bắt đầu.
là tốt. Quá nhanh. Thời lượng 9 phút 41 giây. Thời gian còn lại 1 giờ 19 giây. Nhịp 181. Tổng quãng đường ước tính 18,61 km. Thank you.
quá nhanh. Bạn có cảm thấy sức khỏe đủ tốt để tập thể dục hôm nay không? Đã hoàn tất 3 km. Thời lượng 11 phút 16 giây. Thời gian còn lại 58 phút 44 giây. Kịp 179. Quãng đường ước tính 18,65 km. Giảm tốc một chút. Thời gian còn lại 56 phút 21 giây. Kịp 179. Tổng quãng đường ước tính 18,51 km. Giảm tốc một chút. Thời lượng 14 phút 18 giây. Thời gian còn lại 55 phút 42 giây. Nhịp 180. Tổng quãng đường ước tính 18,56 km. Thời lượng 14 phút 37 giây. Thời gian còn lại 55 phút 23 giây. Nhịp 176. Tổng quãng đường ước tính 18,58 km. Giảm tốc. Đã hoàn tất 4 km.
quá nhanh. Quá nhanh. Thời lượng 18 phút 3 giây. Thời gian còn lại 51 phút 57 giây.